Hello, xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là ở Edmonton, Canada. Hôm nay tuyệt vời, rất là đẹp quý vị ơi. Không biết quý vị có thấy cái tuyệt vời không? Mà tôi đang nhìn cái tuyệt vời rất là đẹp. Hôm nay tôi ráng đi xuống cái hồ này, tôi quay cái cảnh tuyệt vời ở Canada như thế nào để cho quý vị ở những cái nước mà chưa có từng thấy tuyệt vời đó thì quý vị xem để coi cho biết là cái cảnh tuyệt vời như thế nào và có đẹp hay không đó quý vị. Hôm nay thì trời nó cũng không có lạnh mấy, nó khoảng chừng cỡ trừ 5-6 độ thôi. Không biết là quý vị có thấy được cái lá tuyết nó rơi không? Thì tôi phải gần lấy cái này, không biết là quý vị có thấy không ạ? Chắc nếu mà vô phim cái hình ảnh đó, thì chắc cũng khó thấy. Mà tôi đang đi ở đây thì tôi thấy nó rơi nhiều lắm, nó rất là đẹp, giống như mà mưa vậy đó. Đây là cái con đường gần bên cái hồ này. Thường thường mà mùa hè á, hay là những cái ngày mà trời ấm á, thì người ta xuống ở đây đi bộ cũng rất là khá nhiều. Nhưng bây giờ thì tuyết nó đang rơi thì chỉ còn mình tôi đi à. Tôi cũng không có thấy ai đi ở đây. Tôi đi mình ở đây rất là buồn vì cái cảnh mà tuyết rơi rồi cũng không thấy bóng nào. Đi một mình thật là cô đơn. Hy vọng là gặp được một hai người gì ở đây để chào cho ông cả cho vui. Mà người thì không thấy bóng nào, mà toàn thấy cả tuyết xuống không à. Chắc quý vị mà nhìn trước mặt cái màn hình đó, cái cây thông đó đó, chắc là quý vị cũng có thể là thấy được tuyết rơi, tại vì cái đằng sau cái thông đó là nó cái màu nó đậm, nó xanh à, nó đen, thì mà quý vị nhìn chắc là quý vị cũng thấy. Còn mà quay xuống dưới tuyết không thì chắc không thấy gì. Đây cái thông này, mấy cái thông này mà nó sống ghê lắm. Mùa hè mùa đông gì nó cũng sống, đúng cỡ nào lành cỡ nào nó cũng không chết, lá vẫn nó còn xanh. Quý vị thấy đẹp không? Đây không biết là bao nhiêu tuyết nó phủ đây, nó phủ gì đó, mà lành cỡ nào đi nữa nó vẫn còn sống. Không bao cái cây này mà nó không bao giờ nó đó, những cái trái đó có những cái trái đó đẹp không quý vị? Để tôi quay lại vòng xuống dưới cái sông này để cho quý vị nhìn á. Quý vị nào mà ở gần đây đó, quý vị đừng có nên xuống cái sông á. Mùa đông này rất là nguy hiểm.
mấy cái hồ cái sông này á, nó nhiều lúc nó không có có đóng băng cứng được hết, mà quý vị xuống dưới đó nó lỡ nó bể nó sập mà quý vị nó xuống dưới đó thì rất là nguy hiểm. Quý vị đi ở bên cái bờ hở xa đó thôi, nhất là vì quý vị nào mà có con em nhỏ đó, hay là còn có đặt mấy con chó mèo yêu thương đó, thì quý vị đừng có cho nó tới gần cái bờ sông này, nó rất là nguy hiểm đó quý vị. Tôi đi không mà tôi cũng phải hở xa ra như vậy, tôi xuống là cũng tôi sợ lắm. Không biết quý vị có thấy không á, ở bên kia là cái khu nhà người ta ở, ở đằng sau mấy cái nhà đó cái cảnh rất là đẹp mùa hè đó, họ đá đỏ họ nướng barbecue đó, rồi họ nhìn xuống cái hồ này nè. Ở đây mùa hè ở đây vịt rất là nhiều. Tôi đi thì người thì không gặp quý vị ơi, gặp được gặp con chó này nó sủa, nó chắc nó tưởng là các người lạ hay gì đó. Chó rất là dễ thương đó quý vị, dễ thương lắm, chó rất là đẹp. Chỉ có cái dấu chân của mình tôi à, đó hôm nay tôi đi tới đó cái dấu chân đó, đó không có bọn nào ở đây. Điên mình nó thấy buồn quá quý vị ơi, tôi còn ráng tôi đi để tôi quay phim cho quý vị ở cái nước nào mà không có tiệc á quý vị. À, xem cho biết ha, đây quý vị thấy không, đây có cái bảng người ta cảnh cáo này, thấy chưa đó. Đó, cái bảng này nó gọi là nguy hiểm đó quý vị, đó nó gọi là nguy hiểm. Cái băng động ở đây nó rất là mỏng, người ta kêu mình đừng có tới xuống đó ha. Thì quý vị nào mà có con em nhỏ hay là những chó những mèo gì đi chơi đó, quý vị đừng cho nó xuống dưới đó ha. Đó. Đây. Cái sông này nè, à, mùa hè nó có vịt nhiều lắm, cả mùa có mấy chục con á, đi xuống ở đây rồi có vịt đẹp lắm. Cây ở đây mùa hè thì nó xanh, nó xanh nó cũng đẹp lắm. Vịt ở đây nó lồi rất là nhiều, để mai một rồi tới cái mùa hè đó tôi ráng tôi xuống đây tôi quay quay phim á, quay vịt cho quý vị xem á. Bây giờ thì đang còn mùa đông, vịt đây thì không có mà sao thì người cũng không thấy nữa. Đây mà đi quanh qua bên cái sông bên kia thì cổng nó hơi lâu, đi nguyên cả vòng cả cái sông này á, cái hồ này á thì cổng mất ít nhất cũng phải 15 đến 20 phút mới hết được. Đi nhiều quá chắc bây giờ cái cảnh nó tuyệt không à, chắc đi nhiều quá chắc quý vị cũng chán á, không biết là quý vị có thấy tuyệt nó gây không. Tôi xoay một vòng cho quý vị xem à. Ok. Quay như vậy để cho quý vị xem được là cái cảnh tuyệt rơi ở Canada như thế nào. Rồi xin chúc quý vị sức khỏe. Xin chào tạm biệt quý vị ở đây ha. Hẹn quý vị lại lần sau. Bye bye.